Năm 2019 này là năm hành động tuyên truyền để giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ em, giúp thế hệ tương lai tránh khỏi các bệnh nhiễm khuẩn và kháng kháng sinh. Đây là thông điệp được Bộ Y tế và Vinta Dairy Việt Nam đưa ra trong ngày hôm nay. Từ 6 đến 36 tháng, kháng thể từ mẹ truyền sang con không còn, trong khi cơ thể trẻ chưa tự sinh ra đủ kháng thể nên hệ miễn dịch rất yếu. Đây là giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Do vậy, việc bổ sung dinh dưỡng miễn dịch để tăng cường kháng thể trong giai đoạn này là rất quan trọng. Kháng thể IgG là kháng thể phổ biến trong sữa non, có tác dụng tăng cường miễn dịch cho trẻ em trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Nghiên cứu đã cho thấy, kháng thể này dự phòng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ em.